Của nhà hàng khỏi phải bị tạt. Khỏi phải bị tạt hả? Tối ngủ mưa tạt nhiều không con? Nhiều. Nhiều hả? Ôi sao con khóc luôn rồi? Con buồn sao con nói chú nghe với? Hả? Ôi tự nhiên nước mắt của con lưng tròng luôn rồi kìa. Con nhớ mẹ mình không? Nói chân chị, lý, không nói có chuyện gặp cho đâu. chú nghe ơi. Con nhớ mẹ mình không? Nhớ. Con nhớ nhiều không? Có bị chỗ mình ngủ nó có bị tạt không? Dạ có. Tạt nhiều không con? Dạ nhiều. Ừ. Nếu như mưa buổi tối thì con có ngủ được không? Không. Thôi nói chuyện mà khóc luôn rồi. Bây giờ chú cố gắng vận động là cắt cho con một cái nhà mới cho nó không mưa gió nữa, con chịu không? Chịu. Con vui không? Vui. Con vui. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Bùi Hồ đang có mặt tại khóm 4 thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay thì trước mắt cô bác quý anh chị là một cái cánh đồng. Và Bùi Hồ tìm đến đây để tìm đến một cái câu chuyện của một người đàn ông ôm con, đợi vợ mình trong một cái căn nhà mục nát ở giữa đồng. Thì sự thật như thế nào mời cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ. Và hôm nay đến đây để được vô cái nhà của anh á, thì Bùi Hồ có điện cho anh và để anh có thể đón mình. Tại vì từ cái quãng đường chính đằng kia và vô đây thì nó khoảng tầm khoảng 500m. Đây nè. Ủa? Dạ em chào anh. Ở xe em để đó được không anh? Được. Để được bình thường ha. Dạ. Thôi bây giờ em nghe anh tính giới thiệu đó. Bây giờ anh dắt em vô nhà anh nha. Dạ. Rồi. Anh tên gì? Em tên Nguyễn Sơn anh đây. Rồi đi đi. Dạ. Nhà mình đây vô đó xa không anh Sang? Đây vô đó cũng cỡ 500-600 feet à. Ừ. Anh có mấy người con? Dạ ba người con. Ba người con hả? Dạ. Sao nhà mình ở giữa đồng này là sao anh Sang? Tại hồi đó này, của ông già vợ rồi ông ở đó rồi giờ còn có cái nền không. Ừ. Nghe nói là anh có ba người con, vậy là mấy người con đi học hết anh Sang? Học hai đứa, còn thằng lớn á, thì nó nghỉ. Dạ. Nó cũng đi phụ làm vậy đó. Ừ. Thì nhà bây giờ không có ai cơm nước, mấy nhỏ cũng đâu có đi làm đâu. Ở nhà vậy đó, nó cơm nước, rước nó đi đưa học. Đứa lớn mấy tuổi anh? Đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ thì nó 6 tuổi. Đây đó xa không anh Sang? Đây đó cũng còn hơi xa xa. Ờ, em tắt máy đi, vô nhà mình nói chuyện. Mấy đứa bé hôm nay có nhà hết không anh? Có, nó thằng lớn nó đi mặn rồi, nó đi mặn xa rồi, nó chưa về cho nên. Dạ. Tắt máy đi, cô bác với chị rồi sau đó vô nhà anh sẽ gặp. Hiện nay có hai đứa bé ở nhà hả? Dạ, có hai đứa bé ở nhà. Đất này là đất của ai vậy anh Sang? Đất này là của ông bác à. Bác là sao với anh? Bà con bên vợ nè, rồi bà bên ruột á, bà con ruột á. Còn cái đoạn đường mình đang đi nè. Đoạn đường này đi nhờ người ta không à. Ờ. Nhà mị mị trong đó đó hả anh? Dạ. Ồ sao quá ta. Sao không ở ngoài đường mà lại ở giữa đồng vậy? Thì còn đất ở đây thì hồi đó nhà của ông vợ ở đây rồi. Ông mới kêu về đây sống với ông, rồi ông cho cái nền nhà vậy đó. Ừ. Rồi về các nhà ở một thời gian rồi ổng chết rồi mới qua ở bên nhà của ông vợ luôn. Dạ. Đi vô đây thấy mệt rồi đó. Gần tới trên Sang. Tới rồi. Ồ. Cũng 300-400 feet ha. Dạ. Trời ơi. Ồ, hai đứa bé này hôm nay em gặp nè. Dạ. Em gặp ngoài đường đi vô nè. Kêu nó về, nó đang nấu cơm cho nó. Ờ. Chú chào con nha. Chào chú con. Chào chú. Ờ. Đây là cái ngôi nhà mình đi hả? Dạ. Ờ chào con. Con lớp mấy rồi? Con lớp 5. Con lớp 5 hả? Con học trường nào? Trường tiểu học Mỹ An 1. Ừ, con bé này. Lớp 1-4. Con lớp 1-4. Ôi. Nhà mình là nền đất hả anh? Nền đất á. Dạ. Nấu củi luôn. Dạ. Em có thấy củi kìa. Ồ, nghe mấy người nói là cái căn nhà của mình có mối mọt dữ hả? Dạ. Dạ. Mối nó ăn
rồi cái nền đất gì rồi á, rồi ồ món ăn trên đó đó hả? Dạ. Nền đất gì rồi, mưa nó có ấy không anh? Mưa nó có ẩm ướt không? Mưa tạt vô nó cũng ướt hết trơn, sình đi không được. Ừ. Trời ơi. Trên đó kìa. Anh gì nữa có sợ sập với mấy đứa bé không? Sợ chứ. Sợ hả? Dạ. Ừ. Ngồi đi kiếm chỗ nào ngồi, nhà anh ngoài trước ở đâu? Này là đi ngoài sau mà. Dạ. Ở đây hai cái giường. Ngồi ghế nè. Dạ. Cái này giường này là của ai đi anh? Dạ giường nó của con lớn nó ngủ à. Dạ anh với hai đứa bé lên giường nó ngồi đi. Dạ. Cái này là ảnh của ba vợ anh đó hả? Dạ. Ảnh ba vợ? Dạ vợ. Ồ. Dạ. Mất lâu chưa anh? Hôm nay cũng 3 năm rồi anh ơi. Là anh cho em biết là cái anh năm nay bao nhiêu tuổi anh Sang? 44 tuổi. 44 tuổi. Còn bé này là con là học lớp 5. Ủa lớp 5 sao nhỏ con vậy? Nhỏ con. Ừ. Con là học lớp 1. Con tên gì? Con tên Quế Trân. Quế Trân, còn con? Nguyễn Thị Văn Lý. Anh với chị là có mấy người con? 4 đứa. Mà nó đi nó dắt hết đứa. À. Chị đi dắt hết. Chị bao nhiêu tuổi rồi? Nó hôm nay 30. 31. 31 tuổi. Dạ. Anh là 44. 44. Ừ. Chị đi lâu chưa anh? Đi nay cả năm rồi anh. Ờ, đi cả năm rồi. Nhà anh ở đâu? Nhà lúc trước ở bên đó đó, ở bên ông già vợ ông cho cái nền ở bên kia kìa. Ờ. Rồi cái nhà nó sập đi rồi mới về ở với chung với ông già vợ đốt nhang đồ nè. Rồi sao chị bỏ đi? Con không biết luôn nữa, tự nhiên đi mần vậy đó, ở nhà nó rụng đổ đi, con không cũng không biết nữa. Ừ. Đi làm hay là đi theo người ta? Chắc nó đi theo người ta quá, bởi vì có nghe nó điện, nó nói chuyện trên điện thoại á. Ừ. Cái người mà lớn tuổi, cái người con mà lớn tuổi nhất của anh là nhiêu? Cũng có ba mấy hả? Cái người con của anh kìa. Ờ, con em nay nó mới 15 tuổi hả? Còn chị dắt đi là bé mấy tuổi? Là bé đó mới có 3 tuổi hả? 3 tuổi hả? Dạ. Ồ, vậy lớn nhất là 15 tuổi, bé nhất là 3 tuổi, con là 10 tuổi, bạn này là 6 tuổi. Dạ. Bạn này là Quế Trân. Còn Trân con... Lý. Này. Này Trân Lý. Trân Lý hả? Dạ. Bên đây là Quế Trân. Ngồi trả lời với chú con. Phải không? Ồ. Vậy mình ở như thế này, con ở đây con có sợ không? Sợ. Con sợ gì? Nói chú nghe ơi. Con sợ gì? Hả? Hả? Sợ gì? Nói chú nghe. Sợ mưa tạt hay gì? Sợ mưa tạt. Sợ mưa tạt hả? Ôi ôi. Rồi con có ước muốn gì không? Có nhà khỏi phải bị tạt. Khỏi phải bị tạt hả? Tối ngủ mưa tạt nhiều không con? Nhiều. Nhiều hả? Ôi sao con khóc luôn rồi? Sao khóc rồi? Khóc. Có nước mắt của con kìa, lưng lưng tròng kìa. Anh khóc luôn hả anh Sang? Rồi sao khóc rồi anh? Có đèn điện gì không? Ở trong mình giữa đồng gì có đèn điện gì không? Có, cũng mới chuyển, mới nhờ người ta cho nhờ ké. Ừ. Mới, cũng mới kéo đây à. Ừ. Tại sao mình không về nhà bên mình ở, mình mà mình lại ở đây anh? Tại nhà sập rồi, không có tiền cắt. Sập không có tiền cắt hả? Dạ. Con ở mưa như thế này nè con gái. Rồi nó ướt ở dưới cái nền này không, nền đất này ướt không? Ướt. Ướt nhiều không con? Nhà nhiều. Ừ. Ở giữa đồng như thế này nè, rồi mưa con có sợ không? Sợ. Sợ gì? Con sợ gì? Con nói chú nghe ơi. Hả? Con sợ sập rồi có sợ sấm sét đâu không? Sợ. Con có nhớ mẹ của mình không? Nhớ. Ừ, mẹ chị có thường điện về không anh? Dạ không. Từ ngày nó đi tới giờ không có điện đài gì hết. Không điện đài gì hết hả? Dạ. Ủa sao em thấy anh năm nay bốn mấy, em thấy anh ốm cho anh Sang? Tại mà lo cho con cái nè. Hàng ngày thì anh làm cái công việc gì anh sống nè? Ngày thì đi làm, có ai kêu làm gì thì làm nấy. Ừ. Mà ăn cái buổi sáng không à, được cái buổi sáng. Buổi dạ. Chiều đi đưa rước nó thì tới buổi chiều cũng nghỉ rồi. Ngày anh là đưa cho hai bé này đi học luôn hả? Dạ. Là dạy ba cho con cơm. Dạ. Ô con khóc luôn hả vậy con gái? Sao con khóc, con nói chú nghe ơi. Hả?
Đi học con thấy người ta có ba mẹ đưa con, có mẹ ba mẹ rước con buồn không? Buồn. Con buồn sao con nói chú nghe với. Hả? Ôi, tự nhiên nước mắt của con lưng tròng luôn rồi kìa. Con nhớ mẹ mình không? Nói Chân chuyện Lý, không nói gật chuyện cho chú đầu. nghe ơi, con nhớ mẹ mình không? Nhớ. Con nhớ nhiều không? Con muốn gặp mẹ mình không? Con nói chuyện cho chú nghe, con muốn gặp mẹ mình không? Con ước muốn điều gì nè, chân lý con nói chú nghe ơi. Trời ơi, tự nhiên ba cho con khóc luôn à. Hồi nãy chú gặp hai đứa con đi vô, chú chợt tự đâu tưởng con ở xa vậy. Rồi hai đứa con đi học, ngày đi học được nhiêu tiền? Mười. Con trả lời là dạ thưa đi, con ngày đi học được nhiêu tiền? Dạ, đi học là 10.000. 10.000 cho hai chị em hay là mình con? Con 10.000, em 10.000. Anh nói là anh làm hồ hả? Dạ. Anh làm hồ ngày được nhiêu tiền? Mà cũng như mà có một buổi ngày được có 100, 150. Rồi ví dụ như anh làm hồ thì ai đưa rước mấy bé? Sáng nữa đi rồi về, đi mặn. Dạ. Buổi chiều về cái rước nó về, cái cơm nước, cái đưa nó đi nữa rồi. Rồi mới lội về nhà, chiều Dạ. ra rước. Làm gần đây không anh? À, cũng gần chứ không xa. Làm ngày 100, 150 Dạ. ha. Rồi ngày sinh hoạt của nhà nhà mình là khoảng bao nhiêu tiền? Một ngày cha con ăn cũng có không có nhiêu tiền hết á, Dạ. vì sáng phi và 4 giờ thức dậy nấu cơm nấu nước rồi cái đồ nó làm đồ ăn gì cho nó cái đi học, rồi em cũng đi làm nấu ngày cũng có lon rưỡi gạo hả. Dạ. Buổi chiều anh nấu luôn. Dạ Là anh là gà trống nuôi con rồi. dạ Anh có ước muốn vợ mình quay về không? cũng muốn lắm mà không biết nó về không. Cái ngày mà vợ anh ra đi, bỏ anh ra đi thì lúc đó anh quay trở về thấy hai đứa bé nhỏ nó nheo nhóc, anh lúc đó anh cảm giác anh sao? Thì nó đi về thì nó sống lại nó nuôi con cái nữa. Không, ý em nói lúc anh đi làm đi đi về mà gặp chị, không gặp chị ở nhà nữa kìa. Thì nó cũng đi học đó, đi tới trưa cái đầu nó đi rồi, đầu nó đi rồi, rồi nó điện nó ở nhà giữ mấy nhỏ đó, coi mấy nhỏ đó tôi đi rồi, nó nói vậy là tới rồi tới giờ luôn. Hồi từ ngày nó đi tới giờ là không có điện đài gì luôn, Hiện nay anh có biết chị ở đâu không? không biết luôn. Nó đi nó giờ nó không biết điện đài đâu rồi, giờ đâu biết nó đâu. Vì là coi anh có bốn bé, anh với chị có bốn bé, Dạ. mà một bé thì chị 3 tuổi chị dẫn đi rồi, Dạ. còn lại ba bé này thì anh nuôi, chị Dạ. để cho anh nuôi. Và đây là cái nền của nhà vợ mình, bên vợ mình Dạ. là anh ở đây anh nuôi con, anh đợi vợ mình về luôn. Dạ. Nếu như mà vợ anh quay về anh có tha thứ không? Có tha thứ. Tha thứ hả? Dạ. Tại tại sao là anh lại tha thứ? Thì tha thứ cho nó đặng nó về nó sống với con cái rồi. Hôm nay Nó còn em đi làm rồi không được. anh có đi làm không? Dạ không. Hôm nay không có đi làm. Con đi học con gặp mấy bạn mà có ba mẹ thì con sao con gái? Trân. Con buồn. Con buồn. Buồn nhiều lắm hả? Sao nói chuyện với chú là mỗi lần nói chuyện với chú là con khóc? Nói chuyện đàng hoàng đi Lại con. nói không sao, để cho bé thể hiện cảm xúc của mình đi. Tối về nó ngủ thì chỉ có ba thôi mà không có ba mẹ, không có mẹ thì con sao? Ừ? Bây giờ chú cố gắng vận động là cất cho con một cái nhà mới cho nó không mưa gió nữa, con chịu không? Chịu. Con vui không? Vui. Con vui hả? Chân chính. Con Lý. khóc luôn hả dạ? Để Lý. Nói Chân chú lý. con. Con khóc luôn hả? Hai con đi học về ăn cơm chưa? Chưa. Chưa hả? Hôm nay nhà mình ăn cơm với gì anh? Có cá muối chiên. Ừ, cá muối anh nấu luôn ha. Dạ. Sáng thì bé chỉ cho 10 ngàn thôi hả? Rồi bé có ăn sáng gì không? Sáng Sáng nấu ở nhà đi cho ăn không ảnh à. Dạ. Sáng nấu ở nhà cho ăn không Anh nấu ở à. nhà cho ăn luôn ha. Dạ. Rồi để cho em, anh dắt cho em tham quan nhà một vòng thôi. Ôi ở đây anh thờ hình ba ba vợ của mình đó hả? Dạ. Hôm nay thì đến đây lúc mà trời nắng thì không biết như thế nào, nhưng mà thấy những cái phần cái giường này của ai anh? Cái chõng này Giường này của con nó ngủ, con lớn nha. nè.
thấy những cái vách này nè, nó hở hết trơn à. Thì không biết mưa gió thì như thế nào luôn. Con ngủ nó có bị, chỗ mình ngủ nó có bị tạt không? Dạ có. Tạt nhiều không con? Dạ nhiều. Ừ. Nếu như mưa buổi tối thì con có ngủ được không? Không. Thôi nói chuyện mà khóc luôn rồi. Nền này thì nền đất nè. Ủa sao lại mình cắt cái nhà mà quay cái cửa ra ngoài này mà không quay lên theo hướng lúc nãy ta? Tại lúc trước á là đi cái đường ở ngoài này, bây giờ nó đi ngược trở lại, giờ đi ăn sao đi tới. Ở bên đó là hai cái phần mộ đó là của ba anh hả? Dạ, của ông ba với bà cố. Cô bác với anh chị thấy là anh Sang với lại hai người con của mình đó, là ở đây là không, vòng vòng là không có nhà cửa ai hết nè. Là một cái sân trống ở ngoài trước này, với lại một, ở đây toàn là ruộng thôi. Và nhà này anh với vợ anh ở được bao nhiêu năm rồi anh Sang? Ở đây với ổng là được 4-5 năm rồi. 4-5 năm rồi ha. Dạ. Ở với vợ anh được 4-5 năm rồi. Không, ở với vợ nay cũng mười mấy năm rồi. Mười mấy, 20 năm thì chờ giờ bỏ đi. Dạ. Nhưng mà nhà cất ở đây được thì được 4-5 năm rồi. Dạ. Ừ. Ôi. Kìa, nhìn hai đứa bé nheo nhóc mà anh mình anh Sang lại nuôi như thế này nè. Nhìn buồn ghê á. Con ngày ăn được mấy chén cơm? Hai ba chén. Năm rồi con học thầy Nghĩa phải không? Dạ. Ừ. Năm nay con học cô gì? Cô Tiến. Con học cô Tiến. Nói rồi trả lời, con học cô Tiến. Con học cô Tiến. Ờ, con học cô Tiến, có học giỏi không? Thì anh ở đây thì sắp tập đồ anh mình trang bị hết cho anh, cho bé chưa? Dạ, cũng còn chút thiếu chút đỉnh nữa anh ơi. Dạ. Vì đăng tiền là đăng nguyên năm rồi, cô lo nguyên năm hả? Mình có sổ hộ nghèo gì không anh? Dạ có sổ cận nghèo. Ừ, sổ cận nghèo ha. Dạ. Ôi, anh chỉ làm hồ, và con của anh đứa lớn thì đi làm hồ rồi hả? Dạ đi làm hồ rồi. Ừ. Rồi ở đây nước sinh hoạt sao anh? Đây thì nước chỉ xài muốn tưới bơm giếng lên xài. À, điện này ở đâu anh, nói điện ở đâu? Dạ điện này kéo từ bên kia qua. Là người quen anh hay sao? Dạ quen, nó cũng bà con. Ủa sao không giúp anh được sao? Có đâu có giúp thì kéo cho cái ké nhà qua đó. Ừ. Nhưng mà không có giúp anh một cái ngôi nhà mới được sao? Dạ không. Ừ. Sao vậy? Ở nhà đây chỉ có mấy cha con, chứ có ai đâu giúp, trong này có ai đâu giúp. Bà con mà có thân không? Dạ cũng không thân gì mấy. À mà anh ở bên vợ mà đúng không? Dạ. Ừ. À, thôi bây giờ mình vô trong đi, hôm nay là con dở cho chú coi ơi. Hôm nay mình ăn cơm với gì con biết chưa? Chưa. À, đi, đi vô trong coi mình ăn cơm với gì. Thấy nhà mình có một cái tủ lạnh kìa. Cái đó cái tủ cũ của ông chú không cho à. À, tủ này tủ cũ hả? Dạ. Ừ. Điện bật lên được không? Dạ cúp hôm giờ cúp điện rồi, sửa đường điện rồi. Cái này là chỗ con ngủ là chỗ nào đâu? Con ngủ đó đó hả? Con ngủ chỗ này. Ô cái mùng kìa. Cái mùng rách hết nè, mũi có vô không ta? Cũng vô. Mũi có chích con không? Trả lời đi. Có. Có, con ngủ với ai? Con ngủ với chị ba. Con ngủ với chị ba. Với con, cha. Với cha, còn anh hai ngủ ở đâu? Ngủ trên trước. Rồi cái giường bên đây của ai? Của Út Liêm. Út Liêm nào? À Út Liêm là ai anh? Là cậu Út của nó. Ờ ở kế. Nó lâu lâu nó về một lần vậy đó. Ừ. Chứ nó không có thường ở nhà. Vậy là ba cha con là ngủ trên cái giường này. Dạ. Trời ơi. Cái này mà lỡ mà mưa gió nó này nó sập nè, cô bác của anh chị thấy nè. Cái phần mối mọt trên nè. Ghê quá. Cái nhà vệ sinh mình đó hả anh? Dạ. Đâu ăn cơm gì cho em xem với ơi. Mới ăn cá chưa chiên nữa nè. Ừ. Chưa chiên cho bé ăn nữa hả? Dạ chưa anh ơi. Giờ này là gần 12 giờ rồi. Dạ. Đâu nấu cơm mình đâu? Dạ nấu cơm nè. Nấu cơm củi hả anh? Dạ. À, bếp ga mình có xài được không? Dạ được. Được à. Ha. Cũng có xài mà nấu củi nhiều hơn bếp ga, xài tiết kiệm chút. Ờ. Con có làm được cái công việc gì phụ ba mình không? Được. Con làm công việc gì con nói chú nghe ơi. Rửa chén, giặt đồ. Ồ, giỏi vậy. Con có nấu cơm được không?
Được. Dạ, được luôn. Con nấu cơm củi hay là nấu cơm bằng bếp điện? Cơm bằng bếp điện. Con nấu cơm bằng bếp điện ha. Ờ, chưa biết làm đồ ăn mà đúng không? Biết là biết chiên cá. Con biết chiên cá luôn. Giỏi ta. Ồ, anh có hai đứa bé giỏi ghê. Dạ. Anh có hai đứa bé đây, tại sao anh khó khăn như thế này nè? Tại sao anh vẫn cho hai đứa bé đi học là sao? Tại con gắng đi làm mướn rồi làm thuê cho nó đi học. Ừ. Chứ giờ đâu không lẽ giờ bỏ nó dốt. Ừ. Chứ em thì cũng mặn, cũng gắng mà mặn chứ. Hàng năm đi học vậy là nhiều tiền không? Dạ, một năm vậy là 4 triệu mấy, 5 triệu. Ôi, nhà này thì 4 triệu mấy, 5 triệu là cho hai bé luôn hả? Dạ. Ừ. Rồi mình trả từ từ. Không có, cũng như chuyến rồi, năm rồi, nhỏ này vô lớp 1 á, là đăng 3 triệu mấy rồi, còn nhỏ này hết 1 triệu mấy nữa. Rồi 4 triệu mấy. Dạ, rồi mua sách vở cho nhỏ này nữa. Có ai ở gần đây, có ai ủng hộ mình không? Ở đây vòng vòng đây có ai đâu, có mấy cha con không à, đâu có ai đâu. Ôi ôi, đi ra trước đây. Đói bụng, giờ này con đói bụng nhiều không? Không có đói. Sao vậy? Ừ. Đây, đi ra trước, mấy chú cháu mình đi ra trước nè. À, cái cảnh anh gọi là cái cảnh của anh Sang gọi là ôm con đợi vợ quay trở về nè, gà trống nuôi con trong một cái căn nhà một nát luôn á. Nói chung là nhìn thấy á thì thấy thương ghê luôn á, không biết nói gì hơn nữa. Ở đây tối không có bạn chơi, con có buồn không Trân? Dạ không. Sao ạ? Buồn không? Dạ không. Không buồn thiệt không? Thiệt. À, nếu như có một ước muốn là con ước muốn gì, con nói lại cho chú nghe ơi. Ủa, con cần nhà mới để con khỏi phải mua dọc. Ờ, còn con ước muốn gì? Con muốn gì, con ước muốn gì? Ước muốn mẹ quay trở lại hay ước muốn có nhà mới? Ước muốn con có nhà mới. Sao vậy? Sao? Tại sao? Con nói cho chú nghe ơi. Tại sao nói cho chú nghe ơi? Hả? Anh có ước muốn gì không anh Sang? Thì cũng ước muốn được anh em bà con giúp đỡ thì cho được cái ngôi nhà thì cũng cảm ơn. Ừ. Chứ bây giờ nhà cửa bằng đêm hôm nữa, đêm nữa hôm cái mưa giông cái đầu thức dậy kêu con dậy sợ sập rồi mưa tạt ướt hết trơn à. Nếu như mưa lớn thì sao? Mưa giông gió thì ra cửa đứng sợ sập nhà. Ra cửa đứng luôn hả? Dạ. Con có ra cửa đứng với ba mình không? Dạ có. Rồi con đứng lúc đó thì sao? Ra cửa đứng rồi có lạnh lắm không? Lạnh. Rồi sao con? Trời ơi. Hồi đầu mưa đến giờ là con đứng mấy lần rồi? Nhiều lần rồi. Nhiều lần là mấy lần, con có nhớ được không? Không. Ừ. Lúc đó lạnh lắm hả con? Dạ. Trời ơi. Cô bác của anh chị hôm nay thì đến đây biết được cái hoàn cảnh của gia đình của anh Sang á, mình cũng không khỏi ngậm ngùi xót xa cho cái hoàn cảnh của anh khi mà ở giữa đồng như thế này, chỉ có căn nhà lẻ loi của anh thôi. Thì không, tại không có quay cao cho cô bác của anh chị thấy được, tại đoạn đường đi thì cô bác của anh chị cũng đã thấy rồi đó. Thì anh ở trong một cái căn nhà một nát ôm cùng với ba người con của mình từng ngày mong vợ của mình về, và ước muốn của gia đình của anh á là có được một cái căn nhà dù đơn sơ thôi cũng được, đúng không anh? Dạ. Nhưng mà có chỗ kiên cố, tránh mưa tránh nắng. Thì thôi, em sẽ cố gắng vận động mọi người hỗ trợ cho anh. Dạ. Thời gian tới anh có chỗ, anh và các bé có chỗ yên tâm, để mà các bé nó có nơi để mà gọi là cái chỗ yên ngắn ở giữa cái cánh đồng như thế này. Dạ. Đây là đất của mẹ vợ, ba vợ anh. Thì dạ. Có hỏi cắt được không, nếu như mà xây nè, có cắt được không? Dạ được. Ừ. Có cái nền, bây giờ ông vợ ông cho cái nền riêng á. Dạ. Thì cũng có cái nền, còn ở bên kia cái nền ở bên kia bọn á. Dạ. Thôi thì hôm nay đến đây nè, trước tiên á em sẽ đại diện cho chị Melinda là Việt Kiều Mỹ, Tinh Dũng đó, thì dạ. Em gửi cho gia đình của mình là một 100 đô Mỹ ha. Dạ. Dạ, em gửi cho gia đình của mình là 100 đô Mỹ. Mình em đổi ra là 2.315.000 đồng để cho mình trước tiên là mình trang trải cuộc sống ha. Yeah. Rồi khi nào có em có vận động thêm được một số mạnh quân tiền á thì
để tiến hành cho anh Hay, anh Sang ha. Dạ. Ở đây em sẽ đếm là cho anh coi nè. À, 1 triệu, 2 triệu, 2 triệu 315 nghìn đồng nè, em gửi cho anh nè. Dạ. À, thôi, chị em này em gửi phần của chị Belinda của Mỹ á, ở Việt Lào Việt Kiều Mỹ gửi cho anh. Dạ. Gửi cho hoàn cảnh khó khăn. Anh có muốn lời nói lời nào với Mạnh Thường không? Thôi vậy cũng xin chân thành cảm ơn anh chị. Dạ, chị Belinda. Dạ, chị Belinda. Dạ. Vậy cảm ơn cũng rất là nhiều. Đối với ủng hộ cho em là cũng rất cảm ơn. Rồi, Trân con có muốn nói gì không? Con có muốn nói gì nữa không? Sao khóc hoài vậy? Con có muốn nói gì không? Rồi, con có muốn nói gì không? Thôi một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân. Xin chân thành cảm ơn chị Melinda là Việt Kiều Mỹ gửi cho những hoàn cảnh khó khăn như là của anh Sang ở đây. Nha, thì rất mong cô bác quý anh chị cùng chung tay gia đình anh xây một cái căn nhà mới. Rồi xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại. Ôi, nhìn cái...